Ngà Vũ xin kính chào quý vị khán giả đã theo dõi kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, sau 10 năm khởi công, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thủ đô và cả nước đã hoàn thành và mới đây đã bắt đầu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Theo ghi nhận hai ngày vừa qua, số lượng hành khách đi tàu cát linh Hà Đông rất lớn. Trước tình trạng này, lãnh đạo Metro Hà Nội cho biết đã đưa ra bốn giải pháp nóng để hạ nhiệt biển người đi tàu. Mới đây, ông Vũ Hồng Trường, tổng giám đốc Metro Hà Nội, thông tin sau 2 ngày tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đưa vào khai thác, vận hành miễn phí, tổng số lượng khách đi tàu đạt gần 80.000 lượt. Theo lãnh đạo Metro Hà Nội, số lượng khách đi tàu Cát Linh – Hà Đông trong ngày thứ hai tăng gấp đôi so với ngày đầu tiên, trung bình đạt 383 khách trên một đoàn tàu, bằng gần 40% công suất vận chuyển mỗi đoàn tàu 960 khách. Tỷ lệ khách đi tàu nhiều nhất ở ga đầu và ga cuối, trong đó ga Cát Linh đạt 30,1% và Yên Nghĩa chiếm 20,2%. Trước việc hành khách chen chúc đi tàu vào ngày 7 tháng 11, lơ là phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Vũ Hồng Trường xác nhận lượng khách đến ga Cát Linh tăng đột biến, dẫn đến lượng người đứng chờ tàu đông ở tầng 3 nhà ga. Đơn vị vừa đưa ra 4 giải pháp nhằm điều chỉnh vãn hồi trật tự. Từ sáng ngày 8 tháng 11, Metro Hà Nội đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện 4 giải pháp nhằm điều chỉnh vãn hồi trật tự. Cụ thể giải pháp thứ nhất, nhân viên Metro Hà Nội phối hợp với công an điều tiết khách vào ga ở tầng 1 và tầng 2. Theo hướng, nếu tầng 3 tầng đón tàu đông khách thì lực lượng làm nhiệm vụ sẽ giảm người lên ga. Giải pháp thứ hai, Metro Hà Nội tạo các đường dẫn để hành khách đi chờ đợi theo hàng tại các cửa kiểm soát, phát vé, soát vé cửa vào ga. Giải pháp thứ ba, cơ quan công an cùng với các đơn vị có liên quan như thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có phương án tổ chức sắp xếp giám sát hoạt động trông giữ xe trong thời gian tàu chạy 15 ngày đầu tiên cho khách đến nhà ga. Giải pháp thứ tư, Metro Hà Nội khuyến cáo những hành khách đi tàu trải nghiệm nên tránh các giờ cao điểm, sáng và chiều để giảm tình trạng tập trung đông người, phải chờ đợi lâu. Khách chủ động quét mã khai báo y tế, check thông tin theo mã QR, biển hướng dẫn ở ga để nắm được quy định lên tàu, tránh đứng chờ làm thủ tục lâu. Hiện tàu Cát Linh Hà Đông đang trong thời gian vận chuyển miễn phí 15 ngày để hành khách trải nghiệm loại hình phương tiện công cộng mới nhất ở Hà Nội. Thời gian hoạt động tàu từ 5 giờ 30 phút đến 22 giờ. Đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông có 13 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 4 toa, sức chở tối đa 960 hành khách. Vận tốc thiết kế tối đa 80 km/h, vận tốc khai thác 35 km/h. Thời gian chạy tàu từ Cát Linh đến Hà Đông hoặc ngược lại khoảng 23 phút. Thưa quý vị, trước đó vào sáng mùng 6 tháng 11, các đoàn tàu đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã lăn bánh chở những hành khách đầu tiên đi tàu miễn phí. Rất nhiều người dân đã xếp hàng trực chờ được trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị Metro đầu tiên của nước ta. Ghi nhận vào ngày đầu tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông mở cửa, rất nhiều người dân đã xếp hàng tại ga để chờ đợi được đi tàu miễn phí. Hầu hết mọi người đều tò mò bởi đây là loại hình vận tải lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Trước đó, tại lễ bàn giao dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, để đảm bảo việc vận hành khai thác dự án an toàn, hiệu quả, Bộ yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo Tổng thầu EBC và phối hợp với công ty Metro Hà Nội khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại và thực hiện công tác bảo hành, bảo trì dự án theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong giai đoạn vận hành khai thác. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên bố tiếp nhận bàn giao dự án Metro Cát Linh Hà Đông từ Bộ Giao thông Vận tải và đưa vào khai thác từ sáng ngày 6 tháng 11. Ông Tuấn cho biết, giai đoạn 1, 6 tháng đầu, trong đó có 15 ngày đầu trở khách miễn phí, thời gian mở tuyến của Metro Cát Linh Hà Đông từ 5 giờ 30 phút, thời gian đóng tuyến 22 giờ, vận hành từ 4 đến 6 đoàn tàu với giãn cách chạy tàu từ 10 đến 15 phút trên một lượt. Giai đoạn 2, 6 tháng tiếp theo, Mở tuyến từ 5 giờ 30 phút, đóng tuyến 22 giờ 30 phút, vận hành 9 đoàn tàu, giãn cách chạy tàu giờ cao điểm 6 phút trên một lượt, giờ bình thường 10 phút trên một lượt. Sau lời tuyên bố tiếp nhận metro Cát Linh Hà Đông của đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các khách mời đã lên tuyến tàu đầu tiên để trải nghiệm loại hình vận tải công cộng mới nhất tại Việt Nam. Trong 15 ngày khai thác đầu tiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội miễn phí vé đi tàu cho hành khách để mọi người làm quen với loại hình vận tải công cộng mới mẻ tại Việt Nam để đi tàu Metro Cát Linh Hà Đông. Nhân viên tại các ga hướng dẫn khách mua vé tại quầy bán vé tự động. Hành khách dùng tiền mặt đưa vào khay nhận tiền và chọn ga đến. Máy sẽ nhả vé bằng thẻ nhựa và tiền thừa nếu có. Do hệ thống máy bán vé tự động của dự án chưa tích hợp mua vé bằng thẻ ngân hàng, nên ban đầu chỉ bán vé theo hình thức nhận tiền mặt. Ngoài mua vé tự động, hành khách có thể mua vé trực tiếp tại quầy bán vé tại nhà ga. Sau khi mua vé, khách dùng vé để quẹt Cổng soát vé tự động sẽ mở để khách lên cây ga đợi tàu. Tại ga xuống, khách đưa vé vào khe tại cửa thu vé để ra khỏi ga. Theo ông Vũ Hồng Trường, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị Hà Nội Metro Hà Nội, trước khi đưa Metro Cát Linh Hà Đông vào hoạt động chính thức, 733 nhân sự vận hành khai thác đã diễn tập đầy đủ 63 tình huống trong cứu hộ trong khai thác và đã được tư vấn đánh giá an toàn hệ thống chấp nhận giá mở cửa 7.000 đồng, mỗi km thêm 600 đồng. Lần đầu tiên Việt Nam áp dụng khách đi tàu trả tiền theo km, đi dài trả tiền nhiều, đi ngắn trả tiền ít. Giá vé trên đã có trợ giá của nhà nước, ông Trường nói và cho biết thêm, giá vé ngay là 30.000 đồng trên một người một vé vào một ngày. Không giới hạn số lượt đi lại, vé tháng có các mức từ 100 đến 140 đến 200.000 đồng trên một tháng trên một người, tùy theo từng nhóm hành khách. Do công nghệ của Metro nên lần đầu tiên Việt Nam áp dụng đi dài trả tiền nhiều, đi ngắn trả tiền ít. Về tháng tính tròn 30 ngày, không theo tháng thiếu, tháng thường ngày, ông Trường nói. Người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo được miễn phí. Với kết nối xe buýt, ông Trường cho biết, dọc tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, có 55 tuyến xe buýt đã có phương án kết nối với đường sắt này từ năm 2020. Ga đầu Cát Linh và ga cuối Yên Nghĩa có 16 tuyến buýt các ít nhất 7 tuyến. Trong tương lai sẽ có 59 tuyến xe buýt kết nối với đường sắt Cát Linh Hà Đông. Hiện không có chỗ bố trí cho khách đi ô tô cá nhân, gửi xe để đi tàu, nhưng có 12 ga bố trí chỗ gửi xe máy cho người dân đi tàu. Ông Trường cho biết thêm, hành khách đi tàu được bảo hiểm khi có tai nạn như với xe buýt, tàu hỏa, máy bay. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông được phê duyệt thiết kế từ năm 2010-2011 trong khi một số nội dung được tư vấn ACT đánh giá theo công nghệ hiện nay. Cụ thể, tiêu chuẩn tàu điện đô thị của Trung Quốc chỉ yêu cầu đánh giá và cấp chứng nhận an toàn với hệ thống tín hiệu, không đánh giá và cấp chứng nhận an toàn cho các hạng mục, hệ thống điện kéo, phanh điện của đoàn tàu và các hệ thống còn lại của dự án, trong khi tiêu chuẩn châu Âu lại yêu cầu đánh giá. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, thời điểm ký kết hợp đồng với Tổng thầu để triển khai dự án thì Việt Nam chưa có tiêu chuẩn về thiết kế, đặc biệt là liên quan đến các thiết bị. Do vậy, tại thời điểm đó, năm 2013, tiêu chuẩn nào mà Việt Nam không có thì sử dụng tiêu chuẩn của Trung Quốc. Trong khi tiêu chuẩn của Trung Quốc cũng dựa trên hệ tiêu chuẩn của châu Âu, nhưng tùy thuộc điều kiện mỗi quốc gia có tiêu chí áp dụng khác nhau. Thứ trưởng Đông nói rõ, tư vấn pháp đánh giá an toàn theo phương pháp đánh giá của châu Âu, chứ không phải dùng tiêu chuẩn châu Âu để đánh giá an toàn dự án Cát Linh Hà Đông. Hiện công ty Metro Hà Nội đã thuê tư vấn nước ngoài để hỗ trợ vận hành và hoàn thiện hệ thống trong một năm. Thưa quý vị khán giả, hiểu được tâm lý tò mò một trải nghiệm của người dân. Thế nhưng việc chen chúc nhau để đi tàu sẽ dẫn đến tình trạng lơ là phòng dịch Covid-19. Người dân nên cẩn trọng hơn, đi tàu khi cần thiết và phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn. Tới đây thời lượng của chương trình xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.